đoàn kết sáng tạo, sự cố gắng của từng thành viên trong đại diện chúng ta đã cùng nhau bước qua một năm có nhiều biến động và cố gắng để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm qua. Nhân dịp cuối năm cũng như là đầu năm Tân Sửu, anh xin gửi đến lời chúc mừng, lời chúc chân thành nhất đến tất cả các gia đình, lời chúc về sức khỏe, thành công, hạnh phúc cũng như là không gì hơn là một cuộc sống bình an đến tất cả các gia đình của mọi người trong công ty, và chúc tất cả mọi người năm mới 2021 thành công hơn, thành công hơn nữa để mọi người có một cái cuộc sống vui vẻ, đoàn kết. Võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá, nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm. Công việc thì nhiều lúc đi ngoài đường cũng muốn bực lắm anh. Chắc có ba chung thực vậy. Nhưng mà nhiều khi kỹ sư hành dữ lắm. Nhưng mà giống kỹ sư hành nha. Không, cái này em đang chia sẻ. Mà đúng rồi, chị sẽ tập trung. Nữa, nhân dịp năm mới, anh chỉ chúc toàn thể mọi người như là trên Zalo hay nói đó, năm nay có gì quan trọng là cái gì ạ? Khỏe. Và khỏe. Một lần nữa xin cảm ơn. Nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà, đám mang nói con khó chịu và là thích gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy. Về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay. Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non. Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con. Dẫu cho mưa cho nắng,
không bao giờ nề hà. Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chân vân đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang, cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng. Lớn lên làm người, mong một tương lai sáng lạng, cầm cùi cả đời không bao giờ thấy than vang. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Hớt bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là con phép Giang và Long cũng như là ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị đã tụ họp trong bữa tiệc ý nghĩa ngày hôm nay. Và xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các anh chị. Chúc cho đại gia đình chúng ta ngày càng một thăng tiến, ngày càng lớn mạnh, bền vững trong tương lai.